Ngày 12 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum đã tổ chức phiên họp hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động cuối năm 2023 tại văn phòng Ban trị sự tỉnh chùa Huệ Chiếu, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Hội nghị có sự tham dự của Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban tăng sự Trung ương, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban trực thuộc, đại diện Phật giáo các huyện, thành phố. Tại hội nghị, Hòa Thượng Thích Quảng Xã phát biểu khai mạc cho biết, hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra kinh nghiệm những việc chưa làm được trong 6 tháng đầu năm và bàn thảo chương trình công tác hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, Phật giáo tỉnh có 35 cơ sở tự viện chính thức, năm 2022 đã được nhà nước thống nhất cho chủ trương thêm 8 nơi để thành lập cơ sở tự viện. Toàn tỉnh hiện có 90 tăng ni tu học, gồm có 2 hòa thượng, 5 vị thượng tọa, 7 ni sư, chư đại đức tăng ni hoạt động Phật sự. Vừa qua vào tháng 3 năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã giới thiệu cho 6 tỳ kheo tăng, 1 sa di tăng và 3 sa di ni thọ giới đàn trí độ tại tỉnh Bình Định. Ban Hoàng Pháp đã mở khóa tu và thuyết giảng tại chùa Huệ Hương vào mỗi tháng cùng ban trị sự tỉnh để phối hợp triển khai công tác hoàng pháp. Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh đã hoàn thiện nhân sự các phân ban trực thuộc, tổ chức trại Lộc Uyển Anomi lên cho gia đình Phật tử tại chùa Huệ Chiếu. Đặc biệt Phật giáo tỉnh nhà luôn đề cao công tác từ thiện xã hội. Đây là một việc làm thường xuyên có tính hiệu quả cao, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội. Làm tốt công tác từ thiện xã hội chính là đạo đức truyền thống của người Việt Nam. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn động cần giải quyết. Một số huyện vùng sâu, vùng xa do điều kiện đặc thù nên thiếu đội ngũ tăng ni Phật tử phụ trách công tác truyền thông tại địa phương. Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Ban trị sự tỉnh sẽ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh giáo hội, bồi dưỡng trụ trì cho tăng ni toàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho phép thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc ở những địa phương chưa có chùa, những nơi có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chùa thì tạo điều kiện cho phép sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bổ nhiệm trụ trì các tự viện đã thành lập nhưng chưa có trụ trì. Tại hội nghị, Chư Tung Đức có nhiều đóng góp ý kiến về các công tác hoạt động Phật sự được diễn ra tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Ban đầu từ Hòa Thượng Thích Quảng Xã Tán Dương Hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, có sự đồng tình thống nhất cao với báo cáo cũng như phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Ban trị sự hòa thượng cũng có lời động viên sách tấn đến chư tôn đức trong ban trị sự và chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở nên cống hiến về trí tuệ và khả năng nhiều hơn nữa nhằm giúp cho ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nhà hoàn thành về mọi công tác phật sự